Do ảnh hưởng của bão nhiệt đới Chami, chính phủ Philippines đã quyết định tạm ngừng hoạt động các cơ quan nhà nước và đóng cửa nhiều trường học trên cả nước. Đồng thời, Ngân hàng Trung ương Philippines cũng tuyên bố tạm dừng giao dịch ngoại hối. Tại đảo Luzon, chính quyền địa phương cũng khiến các cơ quan nhà nước và trường học phải tạm dừng hoạt động. Theo cơ quan thời tiết Philippines PAGASA, vào lúc 5 giờ sáng nay giờ địa phương, Tâm bão Chami được xác định cách thị trấn Virac thuộc tỉnh Catanduanes khoảng 180 km về phía đông. PAGASA cũng cảnh báo cơn bão sẽ mang theo gió mạnh, mưa lớn tại các vùng ven biển trên đường đi của bão. Thông tin từ văn phòng tổng thống Philippines cho biết thêm, hiện hoạt động ứng phó khẩn cấp với thiên tai đang được tiến hành khẩn trương, trong khi các dịch vụ thiết yếu vẫn tiếp tục được duy trì bình thường. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 23 tháng 10, vị trí tâm bão Chami ở khoảng 15,7 độ vĩ Bắc, 124,6 độ kinh Đông trên vùng biển Đông phía đảo Nujon, Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, 75 đến 80 km/h, giật cấp 11, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 km/h. Do ảnh hưởng của bão Chami ở vùng biển Đông khu vực Bắc biển Đông, gió mạnh cấp 6 đến cấp 7 từ sáng 24 tháng 10 tăng lên cấp 8 đến cấp 9, 62 đến 88 km trên 1 giờ, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10 đến cấp 11, 89 đến 117 km h giật giờ cấp 14, sóng biển cao 4 đến 6 m, vùng gần tâm bão 6 đến 8 m, biển động dữ dội. Cảnh báo tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của rông, lốc, gió mạnh và sóng lớn. Văn phòng Phòng vệ dân sự Philippines OCD ngày 22 tháng 10 đã kích hoạt phản ứng khẩn cấp tại 7 khu vực để ứng phó với những tác động tiềm tàng của bão Chami. Theo đài ABS-CBN News, 7 khu vực vừa nêu gồm khu hành chính Cordillera, Thung lũng Carajan, Trung Luzon, Calabarón, Mimapropa, Bicol và Đông Visayas. Tất cả những nơi đó đều được xác định là những khu vực có nguy cơ cao. Người phát ngôn của OCD, ông Eskat Bosadat cho biết, những khu vực vừa liệt kê được sơ tán trước. Ngoài ra, các đội phản ứng nhanh và các nguồn lực bổ sung cũng sẽ được triển khai đến những khu vực này. Đương nhiên là tất cả lực lượng chức năng và quan chức phải túc trực để kịp thời ứng phó với lũ lụt, lở đất. Cục Quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines Bagasa vừa đưa ra cảnh báo lốc xoáy ở nhiều nơi trên đảo Luzon, quần đảo Dinagat, tỉnh Đông Sama, và tỉnh Bắc Sama thuộc vùng đông Visayas. Cảnh báo gió giật hiện cũng có hiệu lực đối với bờ biển phía Bắc và phía Đông của Luzon, khiến hàng ngàn hành khách bị mắc kẹt tại các cảng biển. Tại cảng Bắc ở thành phố Manila, một tàu chở hơn 600 hành khách dự kiến khởi hành lúc 14 giờ chiều ngày 22 tháng 10 đã bị hủy. Do tình hình diễn biến phức tạp, nhiều hành khách bị mắc kẹt đã quyết định tìm nơi trú ẩn tại một số quầy hàng. Ở đô thị Del Gallego, Tại tỉnh Camarines Sur, các phương tiện nối đuôi nhau khi cảnh sát và các trạm kiểm soát quân sự chặn đường. Tính đến 20 giờ 50 phút ngày 22 tháng 10 theo giờ địa phương, hầu như toàn bộ thành phố Naga ở tỉnh Camarines Sur bị ngập lụt do mưa lớn liên tục và gió mạnh do bão trà mì. Bộ Phúc lợi Xã hội và Phát triển ước đoán hơn 33,5 triệu người có thể bị ảnh hưởng do bão Chammi. Ngoài ra, số lượng các phường barangay, đơn vị hành chính nhỏ nhất của Philippines dễ bị lở đất và lũ lụt đã tăng lên 21.213 theo báo cáo mới nhất của Cục Mỏ và Khoa học Địa chất. Vào lúc 16 giờ chiều ngày 22 tháng 10 theo giờ địa phương, bão Chammi nằm cách đô thị Daet ở tỉnh Camarines 390 km về phía đông sức gió duy trì tối đa 75 km h gió giật lên tới 90 km h Con số này tăng nhẹ so với các dự báo trước đó. Cơn bão này có khả năng đạt sức gió cực đại 80 km h Theo Bagasa, bão Chami di chuyển theo hướng Tây Bắc cho đến khi đổ bộ lên tỉnh Isabela, vùng thung lũng Kazagan ở Luzon, hoặc phía Bắc tỉnh Aurora, vùng Trung Luzon. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có công điện hòa tốc đề nghị các bộ liên quan và các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão Trà Mi để chủ động ứng phó. Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, lúc 1 giờ sáng ngày 23 tháng 10, bão Trà Mi có vị trí tâm vào khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc, 125,4 độ Kinh Đồng trên vùng biển phía đông Philippines. Bão mạnh cấp 9, 75-88 km h giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 km/h. Đến 1 giờ ngày 24 tháng 10, bão Trà My ở vị trí 17,1 độ vĩ bắc, 122,1 độ kinh đông, trên đất liền phía đông đảo Luzon. Bão mạnh cấp 10, giật cấp 12. Đến 1 giờ ngày 25 tháng 10, tâm bão ở trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông. Bão mạnh cấp 10, giật cấp 12 và tiếp tục mạnh lên. Khoảng 1 giờ vào ngày 26 tháng 10, bão Trà My cách quần đảo Hoàng Sa 330 km về phía đông đông bắc bão mạnh cấp 11, giật cấp 14. Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km, cường độ tiếp tục mạnh thêm. Dự báo thêm về cơn bão, ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia, nhận định bão Trà My có xu hướng di chuyển lệch về phía Tây Tây Bắc. Dự kiến khoảng ngày 24 tháng 10, bão sẽ vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 6 trong năm 2024. Sau khi đi vào biển Đông, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng tây, cường độ mạnh thêm, khả năng khi bão vượt qua quần đảo Hoàng Sa thì đạt đến cấp 12, giật cấp 15 rồi hướng vào các tỉnh trung bộ, ông Tuấn nói. Để chủ động ứng phó với diễn biến của bão, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có công điện hỏa tốc đề nghị các bộ Quốc phòng, Công an, Tài nguyên môi trường, Giao thông vận tải, Công thương, Thông tin truyền thông, ngoại giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão. Quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu các cơ quan báo chí tăng cường các biện pháp thông tin về diễn biến của bão đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động phòng tránh ứng phó. Trực ban 24 trên 24 giờ thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn qua cục Quản lý Địa đều. Cơn bão Chammy sẽ vào biển đông vào cuối tuần này và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Đến đầu tháng 11 khả năng xuất hiện một áp thấp mới có khả năng mạnh lên thành bão. Trong khi đó, miền Bắc bị ảnh hưởng không khí lạnh tràn về. Thời tiết khắp cả nước rất xấu, mưa to đến rất to kéo dài trên diện rộng, đặc biệt ở miền Trung và Nam Bộ. Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia dự báo khí tượng Thủy Văn, cảnh báo, cơn bão Trà My hoạt động hết sức phức tạp. Ban đầu, các mô hình dự báo cho rằng bão sẽ đổ bộ vào khu vực Quảng Đông và đảo Lôi Châu của Trung Quốc. Đến sáng ngày 22 tháng 10, nó chuyển hướng vào khu vực đảo Hải Nam Trung Quốc và sau đó vào khu vực vị Bắc Bộ của Việt Nam. Nhưng đến chiều ngày 22 tháng 10, các mô hình dự báo của Mỹ và Nhật đều có chung nhận định bão sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Trung, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế. Hướng di chuyển của bão Trà My phức tạp do chịu tác động của không khí lạnh từ phía Bắc tăng cường xuống phía Nam. Đến chiều tối ngày 22 tháng 10, không khí lạnh đã ảnh hưởng tới khu vực phía Bắc của Bắc Bộ và sau đó bao trùm cả miền Bắc. Đây là đợt không khí lạnh có cường độ mạnh, nhiệt độ không khí giảm sâu, tác động của nó làm hướng đi của bão lệch xuống phía nam. Nếu không khí lạnh mạnh thêm, nó có thể khiến vùng tâm bão đi qua ảnh hưởng Đà Nẵng. Điều đáng chú ý hơn là bão Trà My sẽ tiếp tục mạnh lên khi vào biển Đông và sẽ giữ nguyên cường độ cấp 12, giật cấp 14 khi vào gần bờ. Điểm đáng chú ý tiếp theo là sau cơn bão số 6 thì nhiều khả năng từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 5 tháng 11 trên vùng biển Tây Thái Bình Dương Khu vực gần biển Đông có một áp thấp khác có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, thậm chí là bão. Do ảnh hưởng của không khí lạnh và các đợt không khí lạnh tăng cường nên diễn biến của cơn bão Trà Mi và bão tiếp theo sẽ rất phức tạp. Đây là giai đoạn cao điểm trong mùa bão trên khu vực Tây Thái Bình Dương. Bên cạnh đó có xu hướng La Nina sẽ xuất hiện cộng với các đợt không khí lạnh tăng cường nên mùa mưa bão còn tiếp tục kéo dài và phức tạp. Bà Lan giải thích Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bộ phận không khí lạnh đã báo đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam. Dự báo trong giai đoạn từ nay đến ngày 20 tháng 11, trên biển Đông có khả năng xảy ra hai cơn bão, bao gồm cả áp thấp nhiệt đới, trong đó có một cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Bên cạnh đó, không khí lạnh cũng gia tăng về tần suất và cường độ. Điều này khiến khu vực trung bộ có khả năng xuất hiện các đợt mưa lớn diện rộng, tập trung chủ yếu từ Nghệ An đến Khánh Hòa. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục xuất hiện nhiều ngày có mưa rào và rông, trong đó có ngày có mưa vừa, mưa to. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên Bắc Bộ lượng mưa phổ biến ở mức thấp hơn từ 15 đến 25% so với trung bình nhiều năm. Ngược lại, do bão có khả năng nhiều hơn trung bình nhiều năm nên khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến cao hơn từ 10 đến 30% bên cạnh đó cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như rông lốc xoáy trên biển có khả năng gây ra gió mạnh sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên khu vực biển đông trên đất liền là các hiện tượng mưa lớn rông mạnh kèm theo lốc xét mưa đá và gió giật mạnh